Thưa quý vị, những ngày qua, nhiều nữ sinh viên tố giác trên mạng xã hội Facebook về việc bị một người đàn ông 40 tuổi quê ở tỉnh Hải Dương là đại diện một chuỗi cửa hàng thiết bị y tế tại thành phố Đà Nẵng sàm sỡ khi các nữ sinh viên đi làm thêm tại chuỗi cửa hàng do ông này quản lý. Trước vụ việc gây xôn xao dư luận, Công an quận Hải Châu thuộc thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự khẩn trương vào cuộc làm rõ. Ngày 14 tháng 7 năm 2022, theo thông tin từ Công an quận Hải Châu, người đàn ông này đã thừa nhận hành vi sàm sỡ, quấy rối nhiều nữ sinh viên như bị tố giác. Theo tố giác, người đàn ông là quản lý 4 chi nhánh cửa hàng thiết bị y tế tại thành phố Đà Nẵng. Một nữ sinh viên tố cáo vào ngày 9 tháng 7, khi đang làm việc tại cửa hàng thiết bị y tế trên đường Hùng Vương, người quản lý đã gọi nữ sinh viên lên tầng 4 có việc, nhưng sau đó có hành vi quấy rối sàm sỡ. Rất may, người này đã chạy thoát được. Sau đó, ông nhắn tin xin lỗi, nhưng nữ sinh viên này nghỉ việc. Một nữ sinh viên khác cũng tố giác bị ông quấy rối vào tháng 4 năm 2022. Khi đó, ông rủ nữ sinh viên này đi lấy hàng, nhưng lại chở thẳng vào karaoke và có hành vi sàm sỡ. Sau đó, nữ sinh viên nghỉ việc, nhưng người đàn ông này vẫn nhắn tin quấy rối. Đội cảnh sát hình sự Công an quận Hải Châu đã triệu tập người đàn ông lên làm việc. Tại Công an quận Hải Châu, người đàn ông này thừa nhận hành vi sàm sỡ các nữ sinh viên như nội dung tố giác trên mạng xã hội. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube báo Thanh Niên.